CBR1100 đời 2015 nha các bạn. Thì con này xe nốp nên bán giá rất là mềm, có giấy đi đường sẵn các bạn luôn. Xe này giá mình kia ra giá 140 nha các bạn. Thì xe còn rất là mới, xe nốp rất là mới luôn. CBR1100 đời 2015, có nghĩa là còn nguyên bản luôn. Xe này đời 25, con này là không có ABS nha các bạn. Rất là mới, lốc máy có chống đổ sẵn các bạn luôn. Đây cái máy các bạn xem đây. Giá thì đưa ra là 140, fix cho 1-2 triệu tiền cà phê cho các bạn. Thì con cái phía sau có ABS, không có kênh trước nhưng mà kênh sau có nha các bạn, có ABS phía sau nha. Rất là mới. Cái con này có Nhật nha các bạn, thì thị trường Nhật. Cái đồng hồ này không có chìa khóa nên không mở chìa khóa cho các bạn xem được, nhưng mà nó tầm hình như là không tới 10.000 cây các bạn, 13.000 hay gì đó. Thì cái con này người ta kêu với giá là 140, thì có thể người ta sẽ bớt cà phê cho bạn xem tí gì đó, bớt cà phê các bạn. Đây phía trong, đây số đó các bạn, thì cục máy 1100 rất là to. Xe này nguyên con các bạn, nguyên con xe nớp của Cam mà xe của Nhật, xe bên thị trường Nhật. Đây rất là mới. Thì các bạn mua về chạy ở phố hay là ở quê được. Nói chung là xe nớp mà các bạn, thì các bạn hiểu xe nớp rồi đó. Thì thị trường Việt Nam giờ xe nớp rất là nhiều, cũng không biết đâu mà ngờ nữa. Thì kiến là có sẵn hết các bạn thoải mái luôn. Cái lốc máy cực to nha các bạn. Nói chung là toàn bộ riêng nguyên con hết, chưa đụng chạm gì cái xe này hết. Tại xe nớp các bạn cũng hiểu rồi đó, đi rất là ít. Có ai mà mua xe nớp mà đi nhiều đâu. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn có mua xe này thì cứ liên hệ mình các bạn ở Tân An nha, thành phố Tân An nha. Mình sẽ cho địa chỉ các bạn. Bô nguyên con luôn các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn nhớ đăng ký kênh Nhật ký mình, xin lỗi, cảm ơn các bạn nhớ đăng ký Victor Tài Vlog nha các bạn, để theo dõi các video tiếp theo nữa nha. Thì ai mua xe này cứ liên hệ mình nha.